đôi nhịp lừng lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui bằng cả cánh rừng, vui như chân, vui như chân ta không xuống chờ. Bơm trắng bay bay bên biển rừng mơ. Tìm một chàng trai mắt sáng từng đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay bằng cả cánh rừng, vui như chân, vui như chân ta không xuống chờ. Bơm trắng bay bay bên biển rừng xuống trời lại mừng gì với em, xuống trời xuống trời xuống trời với em ắt là chàng trai vui ngô vi. Có tiếng ngựa phi vâng, một bộ karaoke các bác có thể sở hữu toàn bộ những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, dẫn đầu về công nghệ đó là cái dòng thương hiệu của WeWood, hàng chính hãng của Mỹ. Các thấy không ạ? Vâng, đây là đô la full WeWood VA12. Đây là dòng loa bass 30 dùng cho phân khúc gia đình hoặc là các bác có thể chơi chuyên nghiệp, vì cái đôi loa này nó cho chất âm cực kỳ là sạch sẽ, chi tiết và đặc biệt là độ bền bỉ rất cao, cùng một bass 30 và một chép kèn cho tiếng rất là sáng. Giải chung thì các bác có thể vừa nghe đoạn nhạc karaoke tiếng rất là bay. Vâng, đó là một đô la full WeWood VA12. Vâng, với bộ câu như thế này thì bên em đang phối ghép những sản phẩm là bên em sẽ kể tiếp. Còn đô la WeWood VA12 này có giá là 14 triệu tại công ty. Các bác có thể tham khảo, đây là dòng loa cao cấp. Bên em thi công rất là nhiều các công trình lớn nhỏ bởi những đôi loa full WeWood VA12 bass 30 như thế này. Và sản phẩm thứ hai đó là cũng là một thương hiệu WeWood, đó là nhưng nó lại là về dòng đẩy liền vang. Đẩy liền vang công nghệ class D siêu mỏng. Với đẩy liền vang này nó chỉ nhỏ như một cái đầu thu mic ạ, nhưng công suất rất là khủng, có thể kéo được đôi loa bass 40. Vâng, đó là thương hiệu WeWood. Với đây là KS2020 các bác nhé. Đây là dòng đẩy liền vang công suất khủng, đẩy liền vang số, đặc biệt là tích hợp rất là nhiều các tính năng như Bluetooth và kết nối USB. Nhưng cái mẫu đẩy liền vang này đang đứng đầu về công nghệ thì nó trông hú rất tốt, thì các bác có thể thấy bên em hát rất là gần mà không bao giờ rú rít. Nó được tích hợp rất là nhiều chế độ nhạc phía bên trong. Các bác mua về thì bên em sẽ setup sẵn cho các bác, về chỉ cần kết nối vào là các bác đưa mic vào là xong. Với cái đẩy liền vang WeWood KS2020 này có giá 6 triệu. Vâng, và cuối cùng thêm một cái mic không dây cạc K900. Đây là dòng mic không dây 6 số, cũng là phân khúc cao cấp dùng cho karaoke gia đình, chạy rất là bền bỉ và cũng có thể chơi chuyên nghiệp. Với một cái đầu mic không dây cạc K900 này có giá là 2 triệu. Tổng sản phẩm như thế này là bên em đang có giá là 22 triệu. 22 triệu đẩy liền vang 6 triệu này, mic 2 triệu này và đôi loa full WeWood VA12 14 triệu là có giá là 22 triệu. Riêng cái mẫu như thế này 22 triệu thì không có một cái phân khúc nào có thể vượt qua được về chất âm hay, hát nhẹ và đặc biệt là nhạc rất là chi tiết, tạo được sắc nét cao. Vâng, thì đó là những thiết bị mà bên em đang phối ghép. Vâng, bác làm một sự cho mình một bộ cấu hình rất là khủng bố và giá cực kỳ là phải chăng, thì các bạn có thể liên hệ theo hạt số này của Tiki Audio phía đằng trước. Vâng, địa chỉ của Tiki Audio thì nó là 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và hai số hotline đó là 0923024 và 999 và 0378938999 các bác nhé. Vâng, bên em luôn luôn cập nhật thông tin và tiếp đón các bác tại công ty. Vâng, bác nào mà ở gần khu vực Gia Lâm, Hà Nội hoặc là cách bán kính 100 km, các bác có thể đến trực tiếp trải nghiệm thực tế. Vâng, một bộ cấu hình cực kỳ là hay, đôi loa khủng bố và những thiết bị nhỏ gọn nhưng cho tính năng hiệu quả cao. Và bạn nào mà xem được video này mà chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông. Và các bạn thấy hay, đẹp, chất lượng thì các bạn hãy like và chia sẻ đến người thân và anh em nhé. Vâng, một bộ cấu hình 22 triệu các bạn ạ. Vâng, cực kỳ là đẹp. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.